Các bạn đang muốn tìm một nơi bán ạc liên quân uy tín giá rẻ hay chi, gặp vào shop acbot.com. Shop ạc duy nhất của mình Bot Game TV về cái độ uy tín thì rất là đảm bảo, vì đây là cái shop do mình quản lý nha các bạn ơi. Các bạn có thể vào đây và thử vận may các thứ này. Đó, có thử vận may ghi file luôn. Thì thử vận may liên quân và bán ạc trực tiếp, ạc liên quân giá rẻ uy tín luôn. Thì các bạn có thể vào đây và mua. Vì cái shop này do mình quản lý nên về cái chất lượng uy tín thì tự động cũng khá là ok. Đó, rất là uy tín 100% nha. Nếu ạc lỗi thì bên mình sẽ hoàn tiền lại nha. Đó, thì các bạn có thể yên tâm và truy cập vào shop acbot.com của mình và mua nha. Đó, thì các bạn muốn thử vận may thì đi ra quay tay này, tích cực quay tay vận may sẽ đến. Thì các bạn cũng có thể quay tay và trúng những ạc siêu VIP luôn anh em ơi. Đó, có thể ạc trắng thông tin luôn nha. Đó, thì đây là cái dòng quay, các bạn có thể vào test nha. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay của mình nha. Thì video ngày hôm nay của mình chính là cái video về tổng hợp 5 video thí nghiệm mà mình đã từng làm qua nha anh em ơi. Đấy, thì 5 video thí nghiệm này thì chắc có nhiều bạn không có xem nên mình đã tổng hợp lại thành một cái video duy nhất cho các bạn xem nha. Đấy, lâu lâu mình sẽ tổng hợp lại một cái video như thế này cho các bạn xem. Đấy, mà nhằm khi mình sẽ làm video mới hoàn toàn bằng 5 cái thí nghiệm mới luôn, và mình sẽ gom lại 5 cái video luôn nha anh em ơi. Đấy, thì lâu lâu mình sẽ làm như thế để anh em có thể thay đổi không khí một xíu, chứ làm video so sánh hoài anh em sẽ chán mắt. Ok, thì đứng ở vị trí top 5 của video ngày hôm nay của mình chính là cái pha thí nghiệm giữa Volcat và vị tướng Jeep này. Vừa gọi là cái hành động của anh ta và cái vị tướng Jeep này. Đó, khi vị tướng Volcat lên ngựa thì vị tướng Jeep nuốt vào. Đây là cái pha thí nghiệm đầu tiên của video ngày hôm nay của mình nha. Anh em đang xem video nhớ like và chia sẻ video này giúp mình nhé. Thank you. Đấy, thí nghiệm đầu tiên sẽ liên quan tới hai cái vị tướng này. Đấy, đợi mình hồi chiều cuối và mình sẽ thực hiện lại một lần nữa cho anh em xem nha. Không biết sẽ như thế nào đây nha anh em ơi. Ui giời ơi. Để mình có chiều cuối qua mình sẽ thực hiện lần nữa nha. Ê, chạy đi đâu đấy? Ok, mình sẽ vào vị tướng Jeep này nha anh em ơi. Đây, lên ngựa, phóng lên ngựa cỡ như một vị thần. Chạy ra nào Jeep ơi. Đây, đúng rồi, đấy, thoát khỏi cái bụng của vị tướng Jeep vẫn có chiêu nha anh em ơi. Đấy, rất là ngon lành luôn. Ok, vậy là cái thí nghiệm đầu tiên của mình đã thành công mỹ mãn này. Tiếp đến cái thí nghiệm thứ hai nhé. Let's go. Đây, cái thí nghiệm tiếp theo của mình chính là sự có mặt của hai vị tướng Jeep và Kalea anh em ơi. Đó, một sự kết hợp giữa hai cái vị tướng này. Đấy, mỗi khi Kalea dùng chiêu cuối thì mình sẽ nuốt vào. Đây là cái video thí nghiệm thứ hai của mình. Đây, không biết cái pha thí nghiệm thứ hai trong cái video này của mình liệu sẽ có hoàn thành hơn hay không đây. Đấy. Đây, liệu có hoàn thành hơn hay không đây, cùng mình xem nha. Đấy, nuốt vào bụng nhưng bắn không được nha anh em ơi. Đây là cái pha thí nghiệm thứ hai của mình. Đấy, lâu lâu mình sẽ làm tổng hợp lại những cái pha thí nghiệm, hoặc là mình sẽ làm mới hết trơn luôn nha anh em ơi. Mình làm mới hết trơn và mình sẽ làm 5 cái video gom lại thành một nha. Đó, mình sẽ làm mới lại hết trơn. Đấy, mong anh em mà sẽ ủng hộ cái series này của mình nha. Share video này nhiệt tình giúp mình luôn nhé. Like mạnh giúp mình luôn nha. Thank you. Đấy, cái video thử nghiệm thứ hai của mình cũng đã thành công với cái vị tướng Kalea và vị tướng Jeep nha anh em ơi. Quá thành công mỹ mãn nha. Ui giời ơi. Đúng là cái video thí nghiệm thứ hai của mình mà. Đấy, để mình thử xem vài hoàn cảnh nữa và mình sẽ chuyển qua tới cái video thí nghiệm thứ ba nha. Đấy, cho vị tướng Siluca có lại chiêu cuối đi. Thử thêm một lần nữa và let's go qua thí nghiệm thứ ba nhé. Không biết sẽ như thế nào đây anh em ơi. Hôm gà mình đăng video mọi người có nhận thông báo bị tường chuông hay không nha. Mà lượt view của mình thấy mọi người không ủng hộ như trước nữa. Chắc cái tại cái chuông thông báo. Các bạn mà hãy bấm đăng ký lại và bấm biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi mình đăng video nha anh em ơi. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Đấy, đây là cái sự thí nghiệm thứ hai của mình. Đấy, Siluca, Kalea và vị tướng Jeep cũng đã hoàn thành công mỹ mãn nha. Tiếp đến sẽ là video thí nghiệm thứ ba. Ok, video thí nghiệm thứ ba của mình sẽ là cái
video về vị tướng Digard anh em ơi. Đó, sức mạnh của cái lá trắng của vị tướng Digard nha. Thì để xem anh ta sẽ chặn được cái chiêu của vị tướng Cafenia hay không nha anh em ơi. Đấy, video thí nghiệm thứ ba sẽ làm về trắng đòn chiêu thức nha. Ôi giời ơi, không biết sẽ như thế nào đây. Ấy, vị tướng Digard sẽ đỡ những cái pha kỹ năng của mình nhé. Ấy, đỡ không được nha anh em ơi, bắn xuyên luôn cả. Đúng là cái vết chiêu của vị tướng Cafenia của chúng ta mà bắn xuyên được cái khiên của vị tướng Digard luôn này. Ui giời ơi, thốn cực. Mình tưởng nó bắn không xuyên anh em ơi, ai dè bắn xuyên, không biết cái này có lỗi gì hay không đây. Nhưng mà cái video đây là thời gian hiện tại của mình nha. Sắp tới có fix lỗi thì mình không biết chừng. Đấy, nhưng đây là cái thời gian hiện tại là bắn qua được này. Đấy, hoàn hảo luôn. Ok, cái video thí nghiệm thứ ba của mình có lẽ cũng đã thành công mỹ mãn anh em ơi. Đấy, mình thử thêm một lần nữa cho anh em xem và mình sẽ chuyển qua cái video thí nghiệm thứ tư nha. Đấy, mình sẽ thử thêm một lần nữa cho anh em xem luôn. Đấy, mình sắp có chiêu rồi nha. Ok, mình có chiêu rồi này. Chuẩn bị start đạn, bắt đầu. Thử thêm một lần nữa nha anh em ơi. Anh em đang xem video nhớ like và share video này để mình có động lực làm thêm những video hay hơn nữa nha. Thank you. Đấy anh em ơi, bắn xuyên được luôn nha. Đúng là cái chiêu của vị tướng Cafenia đẹp ngã nước đổ thùng của chúng ta. Đấy, chỉ việc bắn thôi mà bắn xuyên được luôn này. Ok, vậy đây là cái video thí nghiệm thứ ba của mình cũng đã thành công mỹ mãn luôn nha. Ui giời ơi. Vậy còn ở video thí nghiệm thứ tư của mình xem luôn nhé. Let's go. Let's go. Let's go. Ok, video thí nghiệm thứ tư cũng là cái vị tướng Digard. Đấy, tạo gầu trắng Yasuo anh em ơi. Đó, 6 phút GG đắng này, Yasuo. Đấy, thì để xem cái pha thí nghiệm này anh ta sẽ đỡ được cái chiêu của vị tướng Natalia không anh em ơi. Cùng mình xem nha. Đấy, video thí nghiệm thứ tư sẽ có mặt hai vị tướng này. Đấy, không biết sẽ đỡ được hay không đây. Cùng mình xem luôn nha. Let's go. Thì đây là cái CG mới của mình thì mong mọi người ủng hộ nha. Đấy, mình sẽ tổng hợp lại 5 video thí nghiệm thành một video luôn nha. Đấy, chuẩn bị, let's go, sẵn sàng, sạch này. Ui giời ơi, sạch xiên luôn anh em ơi. Đúng là cái khiên của Digard mà. Ui giời ơi, mình tưởng nó đỡ được luôn chứ. Như là đỡ được dội ra lại anh em. Đấy, phải cái tình huống đó là được là ảo cực kỳ ảo luôn. Ai dè anh em ơi. Ui giời ơi. Đấy, video thí nghiệm thứ tư cũng đã hoàn thành rồi nha. Đây, để mình thử thêm một lần nữa và mình sẽ chuyển qua cái video thí nghiệm thứ năm cho anh em xem luôn nhé. Đấy, mình sẽ đợi cái khiên mình hồi và mình sẽ thử thêm một lần nữa nha anh em ơi. Đây. Chuẩn bị ba mấy giây nha. Đây, không biết sẽ như thế nào nữa đây. Đấy, mình sẽ thử thêm một lần nữa nha. Mười tám mười chín rồi nè anh em ơi. Đấy, không biết sẽ như thế nào đây. Ok, chuẩn bị sẵn sàng. Ok, thì mình có tạo cái kênh thứ hai là kênh Cyber Channel. Cái kênh đó làm về những thể loại troll game này kia. Thì mình có để ảnh bên trên màn hình để anh em có thể qua bấm đăng ký và ủng hộ cái kênh thứ hai đó của mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thank you. Ok, đỡ được này, đỡ được chiêu 1, chiêu 2 nha. Đấy, vậy là cái video thí nghiệm thứ tư của mình hôm nay cũng đã hoàn thành rồi này. Ok, cùng mình qua xem video thí nghiệm thứ 5 nha. Đấy, không biết video thí nghiệm thứ 5 sẽ là cái pha thí nghiệm nào đây. Let's go. Chuẩn bị nha. Ok, pha thí nghiệm thứ 5 sẽ là cái pha giữa vị tướng Zip và vị tướng Gixxy anh em ơi. Đó. Thì cái video thí nghiệm này thì cũng đã rất là xưa của mình rồi. Đấy, vị tướng Gixxy sẽ tung chiêu và mình sẽ nuốt vào bụng như thế nào nha anh em ơi. Đấy, đây cũng gọi là video thí nghiệm nha. Đây, không biết sẽ như thế nào đây. Đây là cái video thí nghiệm thứ 5. Đấy, tung chiêu bướm vẫn thu về vị tướng Zip nha. Đó là cái chiêu 1 thôi. Vậy còn chiêu cuối sẽ mưa sao băng được hay không đây? Cùng mình xem luôn nhé anh em ơi. Đấy, rất là hiểm luôn. Đấy, nuốt vào này. Mưa sao băng vẫn được nha. Đúng là cái chiêu của vị tướng Zip có thể nuốt bất cứ cái thứ gì vào bụng và tung ra nha anh em ơi. Như cái lợi dụng cái chiêu thức của người ta vậy. Ok, vậy là
5 cái video thí nghiệm của mình cũng đã tổng hợp lại hoàn thành nha. Anh em đang xem video nhớ like và chia sẻ video này thật nhiều giúp mình nhé. Anh em đang xem video nhớ bấm đăng ký, biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi mình đăng video lên mới nhất nha anh em ơi. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video kỳ sau nhé. Ok, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.